Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm món nấm Tùng Nhung chiên giòn các bạn nhé. Nguyên vật liệu của mình gồm nấm Tùng Nhung các bạn ạ. Đây nhé, nấm Tùng Nhung có cả lở cả cúp các bạn ạ. Mình làm thế cho nó ngon. Cả lở cả cúp này, cúp này, cúp này. Đấy, cúp này, nấm rất ngon trắng. Cái này mình đã rửa sạch rồi các bạn nhé. Đấy, một chút muối này, trứng gà hai quả các bạn ạ. Đây là bột chiên xù các bạn nhé, bột chiên xù. Và đây là bột chiên giòn các bạn ạ. Đấy, dầu ăn. Đấy, thành phần cũng rất đơn giản, chỉ có vậy thôi. Đấy, bây giờ bắt đầu mình chế biến các bạn nhé. Nấm Tùng Nhung mình thái ra các bạn ạ. Các bạn cứ thái cho mình khoảng độ một phân đây. Đấy, một phân. Một phân. Nói chung là thái to thì cũng ngon các bạn ạ, nó rất đẹp, nó có cái ngon riêng của nó. Nấm Tùng Nhung mình đã thái xong các bạn nhé, đã thái xong nấm Tùng Nhung. Thế bây giờ trứng mình đặt ra đây các bạn ra bát, mình cho ra cái tô nó rộng hơn một chút để tí nữa mình còn tẩm nấm cho nó dễ. Đây, trứng mình cho vào đây. Đấy. Và một chiên giòn mình cho ra đĩa. Cho đĩa rộng một tí, lăn cho được thoải mái các bạn ạ. Đây là bột chiên xù các bạn nhé. Mình cũng cho ra đĩa. Lúc này mình sẽ đổ nấm các bạn nhé. Nấm Tùng Nhung ngon chưa? Cánh nấm rất là trắng này, mỡ là mỡ rất thích các bạn ạ. Đổ vào chậu để cho nó rộng để mình làm cho nó dễ các bạn ạ. Mình cho vào đây, chỗ nấm này của mình nó là đi 1 cân 1 các bạn nhé. Mình cho 1 thìa cà phê muối. Mình sắp qua đây. Để cho hạt muối nó ngập được một phần vào lấm các bạn nhé. Đấy. Lúc này thì cái trứng của mình, đấy, mình sẽ đánh ra để làm sao cho cái lòng đỏ với lòng trắng nó tan vào nhau là được các bạn ạ. Bây giờ đây, bột chiên xù đây, bột chiên giòn đây các bạn ạ. Đấy, mình để ra 2 cái đĩa rộng này thì làm nó được thoải mái hơn, nó không bị vãi. Thỉnh thoảng mình xóc nó một chút để nó ngấm hơn. Thời gian cho muối vào cái nấm này cũng chỉ khoảng 5 đến 10 phút thôi các bạn ạ. Đấy, sau khi các phần nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ mình tiến hành làm. Mình bật cái bếp này lên các bạn ạ, cho nó nóng dầu.
chờ dầu nóng, bắt đầu mình tiến hành là rán các bạn nhé. Lấm này mình tẩm qua một lần bột các bạn ạ. Đấy, sau khi tẩm qua lần bột rồi, bột chín giòn đấy, mình nhúng qua một lần trứng. Đấy, bây giờ mình lại cho qua một lần bột chiên xù các bạn nhé. Đấy, tiếp tục những miếng sau. Bây giờ mình bắt đầu thả lấm vào các bạn nhé. Khi mà dầu sôi cao rồi thì các bạn bạn nhỏ đi, nhỏ lửa vừa phải thôi để cho nó sôi, nó không bị cháy các bạn ạ. Các bạn nhớ là cho nhiều dầu lên một chút để cho nó nổi cái lấm lên nhé. Này lấm là được rồi, mình dở qua cho nó vàng ấy thôi. Đấy, cho nó đều vàng đều nhé. Mình cứ tiếp tục mình làm như này. Đấy, lúc này là lấm chiên được rồi đây các bạn ơi. Mình vớt ra gần. Tiếp tục thả vào các bạn ạ. Cái lấm này nó cũng nhanh chín lắm các bạn nhé, rất nhanh chín.
chiên nhanh lắm các bạn ạ, cho vào chỉ một tí là đã vàng rồi. Đấy. Thỉnh thoảng lại đảo lên các bạn nhé. Các bạn ơi, cuối cùng món của mình rán cũng đã xong các bạn nhé. Trông rất hấp dẫn này. Này được hai đĩa các bạn ạ. Đấy, hai đĩa tây to. Bây giờ mình vừa vớt xong mình tắt bếp các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình mang vào trong bàn để thưởng thức các bạn nhé. Các bạn ơi, đây món ăn của mình đã hoàn thiện các bạn nhé, mình đã bưng vào bàn, bây giờ chuẩn bị thưởng thức các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đã mang các đồ ăn của mình vào trong bàn rồi nhé. Các bạn thấy không, rất đẹp và hấp dẫn nhé. Rất đẹp và hấp dẫn. Đấy. Đây mình sẽ có hai loại tương, một loại này là tương ớt cay các bạn nhé. Đấy, tương ớt cay, còn cái loại này là tương ngọt. Chính xác tương ngọt đây, cái kiểu của nó đây các bạn ạ. Các bạn là thích ăn ngọt thì phải thể ăn cái tương ớt này. Tương này rất ngọt, là như nước ngọt đấy, nhưng chấm mà rất thú vị. Đấy, đấy nhá các bạn nhá. Thế bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn ạ. Mời các bạn cùng ăn với mình nhé. Cái này mình ăn bốc tay thôi các bạn ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Nó thơm đặc trưng của mùi, một cái mùi nấm tùng nhung này. Xong nó có cái giòn ngậy béo của cả bột chiên xù này, nó rất giòn các bạn ạ. Mà cái nấm này chiên như thế này thì nó rất ngậy và béo các bạn nhé. Nếu như mình nghĩ rằng là để kết hợp cái nấm tùng nhung này với lại các cái món ăn khác, ví dụ như thịt bò, thịt gà hoặc thịt heo, hoặc đây là chiên với lại bột chiên xù và mình cũng qua trứng đấy, có năm qua trứng nữa, thì mình nghĩ rằng không có một sự kết hợp nào hoàn hảo hơn cái món này. Nếu như các bạn nào có điều kiện nên thưởng thức một lần cho nó biết các bạn ạ. Cái nấm rất giòn, dai và ngọt các bạn ạ. Mình thử biến nước chấm này, bây giờ mình sang biến cái tương ớt này. Mình thái này các bạn, nếu mà để miếng to thì nó sẽ đẹp, nhưng mà chiên thì nó sẽ vất vả hơn là cái miếng nhỏ nhỏ như thế này. Mỗi thứ nó có một cái ngon riêng các bạn ạ. Nếu như mình sẽ thích chấm cái nước này hơn. Đấy. Đúng là một tuyệt phẩm các bạn ạ. Các bạn ơi, video của mình cũng xin dừng ở đây. Hẹn các bạn ở video sau. Nếu các bạn nào thích, cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ nhấn cái chuông để đón những video mới. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.